nguy hại chết người từ trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn là món ăn được khá nhiều người ưa chuộng, nhưng cũng là con dao hai mặt đối với sức khỏe con người. Tác hại của trứng vịt lộn có thể rất đáng sợ nếu bạn không biết cách ăn loại thực phẩm bổ dưỡng này sao cho có lợi nhất. Theo các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại, trong trứng vịt lộn có chứa 13,6g protein, 12,4g lipid, 82mg canxi, 212mg photpho, 600mg cholesterol, 182kcal năng lượng, vân vân. Ngoài ra, trong mỗi quả trứng còn chứa rất nhiều vitamin A, tiền vitamin A, chất sắt, glucid, vitamin B1 và C. Để phát huy hết công dụng của trứng vịt lộn, người ta thường ăn kèm với rau răm, gừng tươi và chút muối. Đây cũng chính là những vị thuốc đông y giàu dược tính. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết những tác hại của trứng vịt lộn khi ăn không đúng cách. Gây ảnh hưởng tới hình thành xương. Hàm lượng vitamin A trung bình trong 100g trứng lộn vào khoảng 1000 microgram. Trong đó, nhu cầu của trẻ chỉ ở khoảng 300 đến 500 microgram. Ăn nhiều trứng lộn thường xuyên khiến lượng vitamin A dư thừa. Vì vitamin A được hòa tan trong dầu mỡ nên khi dư thừa, chúng tích lũy dưới da, gan làm vàng da, bong tróc biểu bì, gây ảnh hưởng đến việc hình thành xương. Nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Trứng vịt lộn tuy giàu đạm nhưng cũng chứa nhiều cholesterol, nhất là những cholesterol xấu, góp phần gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, bệnh gút, vân vân. Ảnh hưởng đến sinh lý. Bản thân trứng vịt lộn không làm ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của người ăn, nhưng nếu ăn nhiều trứng vịt lộn cũng có nghĩa bạn đã tiêu thụ nhiều rau răm, loại gia vị được cho rằng làm suy yếu khả năng sinh lý của quý ông. Đông y cho rằng ăn nhiều rau răm sẽ sinh nóng rét, giảm khả năng tình dục của nam giới. Các nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy rau răm chứa một số loại tinh dầu có khả năng ức chế dục tính. Không tốt cho người tỳ vị hư, yếu. Theo đông y, trứng vịt lộn tính lạnh, mát, người có tỳ vị hư ăn vào dễ gây đầy trệ, không tiêu, gây báng bụng, ảnh hưởng không tốt đến gan, thậm chí dẫn đến nguy cơ xơ gan. Bà bầu ăn trứng vịt lộn rất tốt, có đúng không? Tuy chưa có nghiên cứu nào khẳng định lợi hại của trứng vịt lộn với bà bầu, nhưng về cơ bản, đây là món ăn giàu dinh dưỡng, do đó cũng tốt cho bà bầu. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, vì trứng vịt lộn quá nhiều chất dinh dưỡng nên không nên ăn hàng ngày. Đối với phụ nữ có thai nên ăn 2 quả mỗi tuần, nhưng không nên ăn 2 quả cùng lúc. Phải nhớ là bà bầu ăn trứng vịt lộn hoặc là ăn thật ít rau răm, hoặc không ăn vì rau răm có hại cho thai nhi. Cạnh đó, trứng vịt lộn có lượng đạm cao, ăn nhiều chập tiêu, sinh nhiều cholesterol. Giai đoạn cuối thai kỳ lại càng phải lưu ý vì bà bầu nạp nhiều năng lượng quá cũng không tốt. Người không nên ăn. Những người có bệnh cao huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút, vân vân cũng nên kiêng hoặc không ăn nhiều trứng vịt lộn vì có thể sẽ làm tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Lưu ý, trường hợp sử dụng trứng vịt lộn để cải thiện sức khỏe lâu dài, cần hạn chế ăn các loại gan gia súc, gia cầm, vân vân, hoặc uống thuốc có sinh tố A, hàm lượng trên 1000 UI. Trứng vịt lộn trước khi sử dụng phải được rửa sạch, luộc chín. Cách luộc trứng ngon. Bỏ trứng vào nồi với số lượng tùy ý, đổ nước ngập trứng, không nên đổ quá nhiều nước hoặc quá ít nước làm trứng chưa kịp chín trước khi nước cạn nồi. Bỏ chút muối vào mục đích để trứng chín mà không bị vỡ vỏ. Đun khoảng 5 phút nước sẽ sôi thì vặn nhỏ lửa. Để lửa nhỏ đều đều thêm 15 phút nữa, trứng chín ngon. Không nên ăn trứng luộc dối, chưa chín hẳn, sẽ dễ bị đau bụng. Bạn có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào? Hãy chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và share thật nhiều người.
và đừng quên bấm subscribe để xem những video mới nhất của Nhận Được Bệnh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.